Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Hoài Bãi nha. Hôm nay thì Hoài Bãi lên cho các bác một 10 con máy cưa xích Nhật bãi mới về. Đó thì hôm nay số lượng có 10 con, rất là ít và nhưng mà toàn hàng hệ luôn em nhé. Đó toàn những đời cao, đời xịn, đời VIP cho các bác luôn. Đó thì hôm nay lên cho anh em là cả dòng máy lớn Havana, Estin, Shinawa, Ryobi, Tanaka đều có hết nha các bác. Thì anh em nào mà ưng ý con máy A mấy ấy, thì anh em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 05 399, em để trên bảng kia. Số điện thoại mà em có đăng ký qua Zalo luôn. Đó thì anh em nào ở cái có xài Zalo ấy hoặc là em xài Facebook thì anh em để kết bạn qua Zalo Facebook để gọi video xem máy luôn nha các bác. Thì hôm nay sẽ là mã A từ A1 cho A10. Thì em đánh số từng con một và sẽ test nổ báo giá cụ thể cho các bác từng con một. Và tất cả các máy đều được tặng kèm phụ kiện cho các bác là một chiếc tip mở buji, một chiếc rũa xích và một chiếc tô vít chỉnh nha các bác. Ba cái món đấy là kèm theo, máy nào cũng kèm theo hết nha. Và tất cả các máy đều được bảo hành cho các bác là 1 năm sử dụng. Thì lúc anh em nhận hàng, anh em có thể liên hệ qua Zalo, Facebook, gọi video để bên em sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bác sử dụng máy nhá. Thì hôm nay em sẽ đi vào test cho các bác từng con một, thì sẽ test nổ từng cây. Thì sẽ test cây đầu tiên thì sẽ là cây A1 nha các bác. A1 thì sẽ là một con cưa xích Hu 365. Con này là cưa xích Hu 365. Đời này thì đời 2007 nha các bác. Thì con này thì đời 2007, hơi là hơi số 7 nha. Con này là hơi số 7 luôn. Đây, thì trong này có dập hơi số 7 đây. Con này thì tình trạng máy ấy, thì em sẽ báo cụ thể cho các bác luôn. Bởi vì nó là đời 2007 nên là nòng hơi thì còn rất là ok. Đó, nhưng mà những cái áo này bị đã lô, đã thay mới một cái ốp giật. Đấy, như ốp bộ chủ giật này là mới này. Rồi cái bô mới này. Đó, cái bô mới, thay cái bô nóc cơ mới và cái ốp lam mới luôn nhá. Và thay một bộ chế mới. Đó, thì nói chung là cái này thì còn nòng rên lốc. Đó, nòng rên lốc rồi thắng xích bình xăng lớn là zin. Đó, còn lại là lô nha các bác. Thì bác nào ưng ý con này thì giá nó cũng rất là rẻ thôi. Bên em để cho các bác giá 4.200.000 đầu không. Đó, 4.200.000 đầu không. Đó, xài ngon hơn máy tàu rất là nhiều luôn. Bác nào ưng ý thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 05 399 giúp em nhé. Havana Thụy Điển chính hãng. Nòng hơi rên còn rất là đẹp. Đó, lốc không có lỏng. Đó, 4.200.000 nguyên cây. Anh em nào chốt thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 05 399 giúp em nhé. Huy ơi, báo tên nổ anh rồi. Đó, anh em là chốt cây 365 này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 05 399 giúp em nhé. Giá 4.200.000 cho cây A1 nha. 4.200.000 cho cây A1 Hu 365 đời 2007. Rồi test nổ luôn. Nòng hơi rất khỏe. Rồi, sang con tiếp theo. Hu 365 nha các bác. Con này thì quá nổi tiếng rồi, thông số máy anh em biết rồi, dòng máy chuyên khai thác nhá. Con này thì được bộ hơi rất là đẹp luôn, dây nổ êm ru. Rồi sang con tiếp theo cho anh em là con A2. A2 thì sẽ là một con cưa xích Estin 023, dòng của Đức xịn nha các bác. Đó, con này thì máy nguyên bản zin từ nhập nước ngoài về, nhập từ Nhật về nha các bác. Đó, thì lam xích zin này, xích còn được tầm khoảng 70%. Đó, máy móc thì nguyên zin hết, hình thức máy thì không bóng bẩy lắm nhưng mà máy còn zin đẹp luôn nhá. Đó. Con này thì sản xuất là năm 1992 nha các bác. Stin 023. Con này thì bít tông là 40 ly, tay rên dài. Đó, mạnh hơn dòng 021 nha. Và giá cũng rất là mềm mại cho con này. Con này thì bên nó bán với giá là 3.600.000. Bao ship tận nhà cho các bác luôn nhá. Dòng chuẩn của Mazin Germany. Đó, đây, trong máy đồ là zin hết từ đầu đuôi nhá. Đó, đều có chất tin dập nổi hết từng chi tiết một nha các bác. Đó nên là các bác yên tâm luôn. Lọc gió đồ giữ điện đóm nòng đồ zin gì đồ zin rất là đẹp luôn nhá. Đó thì giá rất là mềm mại, 3.600.000 cho con Estin 023 này. Đấy, đầy đủ phụ kiện và bao ship tận nhà luôn nhá các bác. Đó, bao ship tận nhà luôn. Bác nào ưng ý thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 05 299 nhá.
Con này thì Lam đang gắn theo máy là Lam 40, sử dụng 35. Đó, trọng lượng máy là 5kg. Rồi test nổ luôn. Giá là 3,6 triệu, bao ship tận nhà luôn. Đóng e mày. Rồi đóng rồi. Sang con tiếp theo, con A3 cho các bác nhé. Con này là Estin 023 này. Bác nào thích xài con đấy thì giá 3,6 triệu nhá. Rồi sang cho các bác một con Estin 170, hàng đẹp xuất sắc luôn nhá. Đó, con này thì được sản xuất là đời 2012, chính hãng của Đức nhá. Đó, Margin Germany. Đây, tất cả đều như zin hết. Lam là dài 40, sử dụng 35. Đó, xích là xích 91 nha các bác. Ông con này Lam dài đấy nha. Lam là Lam dài 43, sử dụng 40 nhá. Đó, xích là xích 91, xích em cắt xích mới cho các bác luôn nhá. Đó, xích mới luôn. Máy này nguyên bản zin hàng của Đức luôn nhá. Đó đây, mã số máy đây. 8038862888 nhá. Đó. Đó, trùng với số series dập trên lốc nha anh em. Đó đây, số series đây. Đó, 288 cuối. Rồi, nguyên bản zin đẹp xuất sắc luôn. Cái này đúng đẹp luôn nhá. Nòng đầu bạc là bên trong là bên em bao zin các bác 100% hết này nha. Nhìn đẹp như mới luôn. Thật sự con này rất là mới luôn nhá. Bác nào chốt cây 170 này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 0539 nhá. Cái mẫu này ấy, thì là nó chuyên xài gia đình thôi nhá. Đó, mẫu này thì nó chuyên nói chung là cắt những củi lặt vặt trong gia đình thôi. Còn em nào mà mình khai thác ấy, thì mình nên lựa cái dòng máy lớn hơn. Đó, cây này là cắt những cái cây đường kính được khoảng 30-35 thôi nha các bác. Đó, lớn hơn nữa thì nó sẽ hơi chậm, nhưng mà anh em cắt cố thì vẫn thoải mái nhá. Rồi thì xin phép test nổ các bác con này. Thì mẫu này bên em nó bán với giá là 3,2 triệu, 3,2 triệu bên em bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. Stin 170 hàng đẹp xuất sắc luôn. Rồi test nổ luôn. Lô này ít nhưng mà toàn hàng hệ không anh em. Máy quá đẹp. Con tiếp theo con A4 cho các bác luôn nhá. Mẫu này thì quá ok rồi. Con nào ưng ý thì liên hệ trực qua số điện thoại giúp em nhá. Đó, những cái lô này là lô này đúng lô mẫu mực luôn, lô này toàn hàng hệ VIP cho các bác luôn nhá. Rồi sang con A4 thì sẽ là một con Sinewa E300. Đó, nòng đứng. Giá con này thì 2,500,000 nha các bác. Con này nòng 37 ly. Đó, nòng 37 ly hàng của Sinewa. Con này thì lốc nhôm này, bình xăng nhôm luôn. Đó, Lam thì Lam xài 35, sử dụng Lam 40 sử dụng 35 nha. Xích chuột còn tầm 70%. Mẫu này xài xích nhỏ nha. Đó, anh em nào mình xài gia đình thì mình chốt con này là bao bền cho các bác luôn nhá. Bao bền luôn đấy. Dòng Sinewa nòng đứng là anh em biết rồi, cực kỳ bền, tiết kiệm xăng. Đó, giá chỉ 2,500,000, bao ship tận nhà luôn. Con này đẹp như mới luôn nhá. Không có gì chê luôn. Rồi con A4 test nổ luôn. Con này thì nặng 5kg nha các bác. Oh,
Càng thì quá êm rồi nhé. Rồi các lưỡi ghế ngồi khoảng ở chân. Rồi con A4 anh em nào chốt thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 05299. Sinh đây qua E300. Rồi sẽ sang con tiếp theo, sẽ còn sang con A5 cho các bác luôn nha. Hôm nay sẽ là lô mã A nha các bác. Đó thì sẽ lên từng con một, toàn hàng đẹp, xuất sắc 90% cho các bác luôn nhá. Lô này đúng con nào cũng 90% luôn đấy. Không có một bất cứ một con nào xấu luôn mà toàn hàng hệ luôn nha các bác. Những cái hàng này ấy thì giá nó sẽ cao hơn những cái dòng đời cổ, đời sâu, nhưng mà anh em xài nó cực kỳ chất lượng luôn nhá. Và nó dễ phụ tùng thay thế. Thì sang một con tiếp theo, con A5 nha các bác. Thì con này là dòng Ryobi. Đó, lam là ram dài 40, sử dụng 35, xích 91 luôn nhá. Xích zin còn tầm 90%. Có đời này là đời mới, có giật trợ lực cho các bác đầy đủ luôn nhá. Con này thì nó giống cái dòng Komatsu 3002 luôn nhá. Đó, bít tông 38 ly, công suất là 33cc. Đó, tất cả đều nguyên zin, đẹp xuất sắc các bác luôn. Thì con này là mà dòng máy nhỏ, anh em cắt cành, cắt củi lặt vặt trong gia đình thôi nhá. Chứ dòng này là thật sự là không cắt được cây lớn. Đó, cắt những cây nhỏ gọn, anh em nào mình xài những cái đường cây đường kính trong khoảng 30 trở lại thì em xài con này nha. Và giá cũng rất là mềm mại, 2.300.000, bao ship tận nhà luôn. Bác nào chốt cây A5 thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 05299 nha. Rồi test nổ luôn. Con này rất là nhẹ, nặng tầm khoảng 3.5 kg thôi nha. Đó, nặng tầm khoảng 3.5 kg thôi. Mới có giật trợ lực luôn nhá. Bác nào mà tay yếu yếu xài này là quá ok luôn. Rồi sẽ sang một con tiếp theo, con A6 cho các bác. Thì sẽ là một siêu phẩm luôn nhá. Siêu phẩm này đến từ Nhật, Tanaka của Nhật. Đó, làm đẹp như mới, xích dày 90%. Đó, con này thì như máy chưa xài luôn, không khác thì máy mới luôn nhá. Đó, tất cả đêm em đều bao zin cho các bác 100% luôn. Đó, con này thì mã A6. Con này thì sẽ là giá 2.300.000 nha các bác. 2.300.000 con A6 này. Anh em nào chốt cây A6 giá 2.300.000 thì anh em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 05299. Mẫu này thì cũng là dòng mẫu nhỏ anh em xài gia đình, nhưng mà được cái có giật trợ lực và đời cao cho các bác luôn nhá. Đó, máy đẹp như mới luôn, không khác gì máy mới. Anh em nào chốt cây này, cây này thì nặng là 4 kg. Đó, thì lam dài 40, sử dụng 35, chuyên cắt cành, cắt củi, cắt những cái gốc cây nhỏ, nói chung là làm những việc nhẹ nhàng anh em xài trong gia đình thôi nhá. Đó, không cắt được cây lớn. Rồi, test nổ luôn. Con này đấy từ Nhật, nòng 38 ly. Đó, trọng lượng là tầm 4 kg nha. Xích đẹp như mới luôn, máy đẹp như mới. Dây giật trắng phong. Thì sẽ là một con máy cưa xích tay cụt Tanaka. Thì nó cũng giống y chang con kia, nhưng mà dòng này mẫu tay cụt nha các bác. Đó, làm zin xích mới luôn. Đó, tất cả đều nguyên zin hết từ AZ, đời rất là cao. Đó, tha hồ cho các bác sử dụng nha. Đó, hàng chuẩn của Nhật bãi về. Đó, thì con này sẽ là một mẫu tay cụt. Anh em nào mà mình cắt cành ấy, thì mình trèo lên cây thì mình cầm một tay con này sử dụng thì rất là tiện lợi nha. Đó, và giá con này thì 2 triệu Việt Nam đồng. Con mã A7, đó, Tanaka, đẹp, xuất sắc luôn. Và xích là mới luôn nhá.
Đó, lam này, lam chưa chóc sơn luôn anh em biết rồi. Máy rất ít xài. Đó, hàng bãi về nguyên cây, nguyên zin luôn. Con này trọng lượng là tầm khoảng 3,5 kg. Đó, thắng khóa xích còn ngon hết, nói chung máy là tất cả đều ngon hết, không tật lỗi, không có gì cả nha. Đó, rồi, giá 2 triệu tròn, bao ship tận nhà luôn. Rồi test nổ luôn. Sang mẫu A8 nhé bác, nên bật quạt thổi khói ra ngoài cái. Đó, sang con A8 này đúng siêu VIP Pro cho các bác luôn nhá. Đó, con này thì anh em nào không chốt nhanh thì không thể còn được nhá. Nó rất là đẹp luôn và hàng Estin của Đức xịn. Đó, lam này, lam đẹp như mới, xích dày 90%. Đó. Máy thì như máy thùng ra, không khác gì cái con máy đập hộp luôn nha các bác. Anh em nhìn máy này. Mới keng xoang luôn. Trông đẹp như mới luôn, zin từ đầu đến đuôi nhá. Con này là hàng bên em lấy lựa sưu tầm luôn đấy. Đó anh em là chốt cây Estin này thì không có gì để chê cho con A8 này nhá. Đó, đẹp như máy đập hộp. Con này thì lốc nhôm luôn này, nòng 40 ly. Đó, nòng 40 ly cho các bác. Lam dài 40, sử dụng 35. Tất cả đều nguyên zin nguyên bản hết. Đẹp 90% luôn. Đó, hàng chuẩn Margin Germany. Đó, bao ship tận nhà cho các bác với giá là 3.700.000. Anh em nào chốt thì liên hệ tiếp qua số điện thoại 0345 0529 nhá. Giá chỉ 3,7 triệu và rất ít khi gặp những con đẹp như này. Thì anh em nào mà mình thích xài những con vừa đẹp vừa xài vừa ngắm ấy, thì anh em chốt con này nhá. Đó, giá đảm bảo anh em đắt hơn những con máy khác tầm khoảng 200k, nhưng mà máy thì đẹp hơn mấy con khác thì không phải so sánh được nha anh em. Đó, rồi anh em nào chốt thì liên hệ tiếp qua số điện thoại giúp em nhá. Rồi test nổ luôn. Rất ít khi gặp con đẹp này. Nòng hơi đồ trắng phau luôn. Vòng tua rất là cao nha các bác, nghe tiếng đã luôn. Rồi sang một con tiếp theo, anh em là chúc con A8 thì liên hệ gấp qua số điện thoại nha. Rồi sang một con tiếp theo nữa sẽ là một con cưa xích Huvana, cũng hàng siêu phẩm các bác luôn. Đó, đẹp như mới và con này là đặc biệt là sử dụng quả lam đầu Latin luôn nha các bác. Đó, đời này là có giật trợ lực này, Huvana 135E, đẹp như máy trong hộp nha, lam đầu Latin. Đó, lam đầu Latin của zin của Huvana luôn, xích là xích mới nha. Máy thì đẹp như máy đập hộp luôn này. Và năm sản xuất là con này là năm sản xuất đời 2016 nha các bác. Đó, máy như máy thùng luôn, không khác gì máy mới nha anh em. Đây anh em nhìn máy này, con này thì nó chỉ thua máy mới mỗi cái đập hộp thôi nhá. Đây, tem mát này còn nguyên si nguyên bản luôn nhá, hàng chuẩn Margin chữ điển sứ Westen này. Đấy, trong máy này bóc cho anh em xem luôn nhá. Con này thì đây thử tem thông số đây. Thì con này em nhập từ Nhật về. Đó, nên là có tiếng Nhật đây nhá. Đó, thông số là công suất là 40,9cc. Đó, trọng lượng đầu máy không là 4,6 kg. Đó, này nói cái thông số linh tinh thì đây không đọc được. Đó, trong máy này các bác xem trong máy này. Đó, nó không khác thì máy mới con A9 này luôn. Và số lượng chỉ có một con duy nhất, anh em là chốt thì liên hệ tiếp qua số điện thoại 0345 0529 nhá. Đây, tất cả đều nguyên zin hết. Boe zin đẹp như mới luôn, con này là nòng máy là như mới nên là anh em yên tâm về chất lượng luôn nhá. Đó, không có gì để chê, về đúng bên em đổ xăng là nổ luôn, thiếu mỗi cái thùng là thành máy mới nhá. Và đặc biệt là còn sử dụng quả lam đầu Latin nữa nhá anh em. Đó, bình thường những cái dòng hu này toàn xài lắm bánh xe thôi,
nha. Con này là có quả lam Latin nữa, đó rất là xịn sò cho các bác luôn. Nên là anh em nào mà ưng ý thì anh em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 0529 nhá, và giá cũng không rẻ nhá. Những dòng này thì nó những cái hàng hệ này thì nó không rẻ đâu. Thì anh em nào ưng ý nhá, đó thì con này thì bên em đang bán với giá là 4.600.000. Đó, anh em nào chốt thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 0529 nhá. Đó, 4.600.000 bao ship tận nhà luôn. Máy thì đẹp như máy mới, không khác gì máy mới luôn. Đó, tăng xích nhanh, nổ đầy đủ hết. Đó, giờ test nổ luôn. Đặt lên. Làm mà còn nguyên chữ Havana luôn, chưa xài bao nhiêu luôn. Cái này là sơn, nó không xài sơn nha anh em, nên là nó thép trắng, nó chỉ sơn mỗi chữ Havana đây lên này. Thôi, nguyên zin hết, đẹp xuất sắc luôn. Anh em nào chốt thì liên hệ tiếp qua số điện thoại 0345 0529 nhá. Rồi sang con A10 cho các bác luôn. Sang con A10 thì cũng là một siêu phẩm luôn, Havana 242XP. Đó, đây 242XP, đời xịn nhất của Havana 242 luôn. Đó, xích là chung 325, lam thì là lam đầu bánh răng. Thì con này là công suất là 42cc, mạnh hơn con 135, nhưng mà đời nó sâu hơn con 135. Đó, máy đẹp, xuất sắc luôn. Đó, con này thì bên em nó bán với giá là 3.600.000, bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. Havana 242XP. Đó, con này thì nòng 42 ly, lốc nhôm. Đó, tất cả đều nguyên zin theo máy hết. Nguyên một cây nhập từ Nhật về, nó test nổ luôn. Máy rất đẹp luôn. Em nào chốt cây nào ấy thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 0529, hoặc là anh em để ghé đến trực tiếp cửa hàng của Hoàng tại địa chỉ 165 đường Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Cờ Đông Bách, tỉnh Đắk Lắk nha. Kênh Ngoài Bãi là chuyên phân phối tất cả các dòng máy cưa xích, máy phát cỏ Nhật bãi, toàn hàng đẹp, hàng hệ cho các bác luôn nhá. Bác nào có nhu cầu mua máy thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 0529. Anh em nhớ đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất của Hoàng nha. Thì Hoàng là quay những video máy đẹp hàng tuyển cho bác luôn, nên là bác nhà có nhu cầu mua máy cưa thì đừng quên đăng ký kênh Ngoài Bãi nhé.